Nói chung là gia quan Đức mà sẹo đổ mà được điều trị hết là chắc chắn mà ai cũng phải nể. Chị Thanh Mai. Hôm nay là lần đầu tiên anh Đức sẽ điều trị sẹo rỗ tại thẩm mỹ viện TV Thanh Mai, và đợi thêm một thời gian nữa coi tình trạng cải thiện như thế nào, Đức sẽ khoe với lại quý vị sau. Quý vị thấy anh Đức đã điều trị rồi, và bây giờ thấy là nó giảm hẳn, giảm hẳn sẹo đầy lên một tí và mụn. Mụn coi như là giảm hẳn luôn. Mà vấn đề mụn của em, vậy chị thấy cái chỗ phần này là nó rất là nhiều. Dạ, bớt đúng rồi. Rất là nhiều mụn này. Đó, rồi cái phần sẹo thì nó cũng đã được đầy lên. Mà vấn đề quan trọng nữa là cái công nghệ này là cái công nghệ hay, được FDA công nhận hay Đức nha. Nói chung là da của anh Đức mà sẹo đổ mà được điều trị hết là chắc chắn mà ai cũng phải nể. Thanh Mai. Cảm ơn Đức rất là nhiều.